Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang ở tại một cái vùng xanh của phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là hẻm 141/7 đường số 11. Và tôi ở trong cái khu vùng xanh này nè. Và hôm nay là ngày mà tôi đi chích vaccine. Và lúc nãy thì tôi đi chích vaccine của Trung Quốc xong rồi. Nhưng mà lúc sáng á, thì khi đi tôi không có nói là chích vaccine, cho nên khi mà ra cổng này rất là khó khăn. Những anh ở bên phía phường, ở bên phía đội bảo vệ nói là chỉ có cấp cứu và chích vaccine mới được ra thôi, còn lại thì những cái trường hợp khác không cho ra. Nói khó khăn cực kỳ đến như vậy. Nhưng mà khi mà tôi ra được đường rồi, ra gặp mấy anh bộ đội, mấy anh kiểm soát quân sự, thì người ta lại dễ chịu hơn. Khi mà tôi trình bày là đi khám bệnh, tôi không nói chích vaccine luôn, thì đưa cái đơn thuốc ra thì người ta vẫn cho qua bình thường. Rồi sau khi chích vaccine xong thì tôi về, tôi ghé siêu thị, tôi mua đồ. Đó, mua đồ như các bạn thấy ở đây nè. Còn cái đơn thuốc thì tôi đem theo để làm cái cớ để qua trạm. Và tôi đi qua trạm bình thường. Và mấy anh kiểm soát quân sự, mấy anh bộ đội cũng không có bắt bẻ gì cả, đi công việc rất là suôn sẻ. Nhưng mà cái việc khó nhất của tôi là bây giờ phải trở vào cái cổng của cái vùng xanh này thì rất là khó khăn. Và bây giờ tôi đứng đợi ở đây, đợi để có một ai đó tới mở cổng, có một ai đó đi vào thì tôi đi ké vào, chứ bây giờ tôi cũng không biết liên hệ ai để mở cổng nữa. Như vậy là cái tình trạng phong tỏa của Sài Gòn có thể nói sơ lược qua là rất căng ở tầng dưới, ở chính quyền địa phương. Còn nhiều người có nghĩ là bộ đội trên đường sẽ căng, nhưng mà tôi gặp bộ đội thì họ lại khá là dễ và khá là thông cảm, chỉ cần mình hợp lý là họ cho đi thôi. Và bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi, tôi phải đứng ở đây để đợi vào trong cái cổng này. Lúc sáng đi ra đã khó, bây giờ đi về còn khó hơn. Và cái cổng này thì cứ đóng im ỉm 24/24 như thế này nè. Và bên trong thì có tới hàng trăm căn nhà, và gần như không ai đi đâu được cả. Đó là tình trạng ở vùng xanh của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tôi quay video hôm nay là cho các bạn xem cái tình trạng như vậy. Và bây giờ thì tôi xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Và trước khi kết thúc thì các bạn xem qua trong cái khu phố bên trong này. Tôi sẽ đưa tay qua cái cổng của trạm gác. Đó, đây là khung cảnh bên trong. Rất là ít người ra được và ai cũng ở nhà hết rồi. Chỉ tôi là phải chờ đợi để đi vào cổng. Rồi, bây giờ tôi kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.